chị. Hôm nay có vẻ như là hết mưa đấy, Hà Nội hết mưa đấy. Hôm qua còn mưa khủng khiếp lắm. Thì hôm nay nắng ráo rồi, thay chậu cây, thời tiết cũng không nắng nóng quá nữa, mát thay chậu ok rồi. Tôi định mua mấy cái chậu tàu cũ nhưng mà nó đắt quá. Bây giờ chậu tàu càng cũ càng đắt quá, đắt lắm. Cỡ như này mà cái chậu mình ưng nó phải cũ, tất nhiên nó không phải mẫu màu mè như này, nhưng mà nó cái kích thước như này mà mình thích nó cỡ khoảng gần 3 triệu các bạn, thì đắt lắm. Thì mình mua cái này tàu mới là rẻ mà nó cũng rất là đẹp, trồng những cái cỡ cái sở thích của tôi, nó thích những cái chậu chữ nhật nó đứng thành và nó vuông vắn các bạn, nó vuông vắn đấy. Và bo góc này thì khá là đẹp. Ừ, màu men liếc cũng tốt đấy, nhìn nó cũng sang chậu phết đấy. Đấy, một cặp, cái này cũng rất đẹp, một cặp hai số khác nhau, số nhỏ cho cây nhỏ, cái cỡ nhỏ. Cái này nó nếu mà phủ bì nó cỡ 40-30 đấy các bạn. Đấy, còn lòng lòng thì nó cỡ khoảng độ 36 hay mấy 28 gì đấy các bạn. Đấy thì tôi thay cho cái cây nam điền này. Nam điền này. Đấy, cho nó khỏi kiếp thùng xốp. Thực tế mà nói thì cái chậu nó vừa nó chỉ tầm 253 khoảng độ 25-30 là cái chậu là đẹp. Nhưng cái chậu kia hơi dài hơn một chút, nhưng mà thôi. Còn phôi mà thì càng khỏe cây. Form dáng thì nó hợp với cây này rồi. Tôi thay cho cái cây này các bác nhé. Đấy. Chứ mấy hôm vừa rồi mà mưa gió thay ướt, đất ướt cũng không tốt đâu các bác. Như này vẫn là ướt này, nhưng mà thôi, thay. Chứ thực tế là nên thay lúc đất khô ấy. Kể cả đất mình trồng là mình cũng nên khô. Khi mà mình trồng đất ướt này nó bết lắm. Nhiều khi nó không tốt cho bộ rễ. Tôi thay cái cây này. Cây này hôm vừa rồi tôi cắt thì tôi không quay video. Nhưng mà nó là một cây nam điền rất là đẹp các bác nhé. Đấy, nam điền rất là đẹp, nó còn phôi thôi nhưng mà sau nó rất là đẹp. Cây này sẽ rất đẹp, nó lùn, rất lùn, lùn và tay cút nó đầy đủ các bác. Cây này làm rất là nhanh thôi, cây làm rất là nhanh. Đấy, rất là nhanh. Các bác cứ chờ xem nha, cây này sẽ rất nhanh đẹp, có khung có bóng rồi mà. Đấy, bây giờ tôi dựng cái ở đây, lót liếc đàng hoàng này các bác nhé, chắc chắn lắm này. Đấy, chứ không nhôm nhựa nhét linh tinh đâu. Chậu rất là tinh, chậu rất là đẹp. Hôm nào tôi sẽ làm một cái video riêng về cái chỗ ông bán chậu này. Cứ ngoài chợ Vạn Phúc Tư bác. Nhưng mà nhà ông này, riêng nhà ông này có nhiều cái mẫu này. Cái nhà to to, nhà Phú thì nhiều loại Đồng Nai như thế kia. Hoặc là tàu cỡ to. Chứ không có cái loại mà men màu đất nước này nhiều. Đấy. Bác. Ok, triển khai thôi. Bảo cứ bảo rẻ nhưng mà nó tiền triệu các bác, tốn lắm. Chứ chậu mà bây giờ mình chơi càng ngày càng muốn chơi sâu thì cái chậu đều chậu bát tràng biết chơi khó chịu lắm. Không chơi được, thà thùng xốp hoặc là không có hơn.
Đấy, rồi. Anh em bây giờ thương mại sâu bác cứ phôi về cắt chọc xong rồi cho dễ nhìn xong rồi cho vào chỗ đẹp luôn. Là làm màu làm thương mại rất tốt, nhưng mà còn các bác về sở hữu sau á thì chắc là không chơi được như thế luôn đâu, chỗ đẹp luôn. Nhiều khi người ta làm thương mại phải làm màu tốt quá thì nó bắt mắt mà. Cây cối giờ chọc lóc hết, bán online nhiều mà dễ nhìn thấy cốt, và thứ hai là hình ảnh nó nét, để ôm tùm thì không nhìn cái gì. Rồi tôi bón rất là nhiều phân, cả phân lợn lẫn phân Úc nhiều lắm, cho nên là đất này khá là tốt. Không muốn nói là đất này rất là tốt, rất nhiều phân mix này. Mưa nó tan hết rồi. Các bác sơ sơ rồi, cái sự chơi nó tốn kém như thế đấy, các bác mình đã chơi tối giản nhất có thể mà vẫn rất là nặng nề. Lương tháng có được bao nhiêu đâu các bác mà mua mấy cái vài cái chậu là nó mất mấy triệu rồi.
Gặp tàu hơi điểu quá. Đài Loan. Trồng xong rồi, cây này chân bệ rất đẹp các bác nhé. Tất nhiên nó còn mới, nó chưa côn bệ và chưa thuần chậu lắm, nhưng mà nó làm cái dữ liệu rất là đẹp, chơi mặt nào cũng được. Chơi mặt này thì là thành cây dáng làng các bác nhé, thì chơi mặt này thuận hơn, còn chơi mặt này thì lại được một cây ba vai đầm lùn các bác. Đó. Cao này, cao chắc chỉ tầm 20 phân thôi, nếu hoàn thiện tầm 20 phân. Đấy các bác nhé, chậu dài phổ bì khoảng 40 đấy các bác nhé. Đấy, sau thì tôi sẽ sửa một chút cái sẹo này, thấp cái này xuống, tất nhiên là sau này nhé, bây giờ thì tôi không làm vội. Đây, thấp cái này xuống nhé, toàn bộ cái thớt này thấp xuống một nhịp nữa các bạn. Đấy, chứ còn tay cành khung cái cây này đùi gà đùi ếch hết rồi, bonsai mà rụt xịt này thì còn gì bằng nữa. Đấy, cái này to lên và cân với cái bên này là được, khung bóng bên này chỗ này ổn rồi, nuôi to này cắt phát đây, cái này cũng thế. Đấy, nhìn cái này thích không, quá thích, chảy cây nó chảy, còn nuôi nó rất là biến quá. Mình nuôi cái chậu to này là sau nó cũng có đất để nó khỏe hơn. Đấy, các bác nhìn từ trên xuống nhá, đùi gà đùi ếch nó cũng cục kịch, nó ngắn ngắn, nó tròn tròn, thích lắm quá. Đấy, bên này coi như là xong này, mới cắt hôm rồi nó nảy không khủng khiếp rồi, mới tùm luôn. Bên này cũng thế, cứ đùi gà đùi ếch chụt chịt. Đấy, cái này nuôi to lại cắt phát nữa, chỉ cần to bằng này là cắt được thôi. Đấy, quan trọng là cút đầu tiên này nó ổn rồi thì những cái nhịp sau mình có thể cắt sớm một chút không sao. Đấy, thấy ok không, cổ ngọn ổn rồi. Đấy, bên này thích không, quá ổn. Đấy, mấy cái điểm này sau nó phun ra ấm bóng, ấm ngọn, là ấm quả phúc là ngon luôn. Đục thấp cái này xuống chút là thôi, chấm hết, hết việc làm. Ok, cảm ơn các bác đã
theo dõi nhé. Đấy, hẹn gặp lại các bác ở tối nay sẽ thay chậu cái siêu phẩm kia kìa bác nhé, siêu phẩm chưa khoe. Tối nay thay sau bác nhé. Đấy, nó sẽ vào cái chậu này. Cảm ơn các bác.